Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong tuần lễ Chúa Hiển Linh, tức là Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Chúng ta đừng bao giờ quên đạo của chúng ta là đạo tin vào Chúa, mà Chúa của chúng ta là Chúa của tất cả mọi người. Có những người hỏi cha ơi, thế bạn con là người không có đạo rồi qua đời để mình có xin lễ được không? Tất cả đều là con cái Chúa, Chúa của tất cả mọi người, và mọi người cũng đều thuộc về Chúa hết. Thì chúng ta cũng hãy mang cái tinh thần đấy để sống quảng đại nói Chúa cho tất cả mọi người. Rồi chúng ta thu âm bài hát này. Hai, một. Này đấng giữ vũ trụ và đấng Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng ta ngàn sông Jordan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tôi tầm này đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tôi của thư thần ngày đã được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Xin cảm ơn cộng đoàn.